Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại Nguyễn Công PC. Trong khoảng giá 4 triệu hiện tại, bây giờ anh em đang có rất nhiều lựa chọn về những chiếc màn hình gaming, cụ thể là Full HD và 144fps đúng không? Thì ở đây, trên bàn mình đây đang có hai cái đối thủ mà mình nghĩ là khá là tiêu biểu trong cái tầm giá này. Đó chính là MSI G2412 này và Gigabyte G24F2. Cùng so sánh để thử xem mèo nào cắn miếu nào. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhìn qua về mặt thiết kế nhé, để thử xem là các bạn ưng thiết kế nào hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ có là G24F2 đi. Thực ra ngày xưa chúng ta có cái mẫu là G24F đúng không? Thì bây giờ chúng ta có phiên bản mới, đó chính là G24F2. Gần như là không có thay đổi một tí gì về tất cả các thông số, trừ một điểm, đó chính là nó được OC lên 180Hz. Duy nhất thế thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay về thiết kế nhé. Thì thiết kế của em G24F2 này, chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất cơ động. Anh em có thể thấy là nâng lên hạ xuống này, bản lề rất là ok này, đó, nghĩa là nâng lên hạ xuống thế thôi, nó không có gì nhiều cả. Và cái chân đế này nó sẽ là kiểu dạng chân đế dạng bẹt, thế nên là anh em có thể nhìn nhá, mình có thể lung lay nó một cách khá là rõ ràng. Cái này thì mình nghĩ là do cái thiết kế chốt ở dưới cái mặt chân đế với cái trụ này nó không được chắc chắn cho lắm, thế nên là nếu như anh em sử dụng chiếc màn hình này, một là anh em có một cái chiếc bàn cực kỳ chắc chắn, hai là anh em sử dụng ARM cho mình. Bởi vì theo như mình biết và mình đã từng trải nghiệm rồi là em G24F2 này chúng ta vẫn có thể lắp được ARM một cách rất bình thường. Thế nên là cái chân đế này mình có thể gọi là đây là một điểm trừ trong thiết kế của G24F2. Đó. Còn về G2412 thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế này, anh em thấy không? Mình lắc rung cả bàn thì chiếc màn hình của chúng ta nó không có một chút gì gọi là động đậy cả. Chân đế cực kỳ chắc chắn. Tuy nhiên, đánh đổi lại cái sự chắc chắn này, chúng ta sẽ chỉ có là kiểu dạng là đây là cái độ dốc à, hay là lên lên xuống xuống nhỉ? Cái này là gì anh Đức? Cái này gọi là gì? Nói chung là nó chỉ gập được như thế này thôi, nó không có gì nhiều cả. Và anh em có thể thấy là cái chân đế nhá, mình sẽ gõ chân đế cho anh em nghe này. Cái này nó phát ra tiếng đanh đanh của kim loại luôn, bởi vì đúng là cái chân đế này của chúng ta hoàn toàn được thiết kế 100% từ kim loại. Mình nghĩ nó chỉ là nhôm thôi, nhưng mà về cơ bản kim loại nó là chắc hơn. Còn về G24F2, chúng ta sẽ có một cái chân đế là ở bên trong lõi cái cốt nó là cốt nhôm, còn bên ngoài vỏ là nó bọc nhựa. Thì mình cũng nói chung là mình thì mình không thích nhựa lắm, thế nên là mình ưng cái chân đế của cái em G2412 này hơn. Tuy nhiên thì em này lại có một chút gì đó cơ động hơn khi anh em có thể nâng hạ độ cao như này. Đấy, thì anh em thấy sao? Thử thêm comment là anh em thích kiểu gì. Còn với mình thì mình sẽ ưng cái chân đế của em G2412 này hơn. Đấy, còn về mặt sau, chúng ta sẽ nói về mặt trước đi. Mặt trước là một trong những cái điểm mà mình luôn luôn nói với anh em, đó chính là gần như bây giờ tất cả các mẫu màn gaming nó đều tương đồng. Thì anh em có thể nhìn tới đây, thực nghiệm luôn. Đó chính là viền ở bên dưới dày và ghi được logo của hai hãng. Hai bên chúng ta có ba viền mỏng như nhau và các tem nó được bố trí ở các bên nhìn rất là khó chịu. Thế nên là nếu anh em mua về thì khả năng cao anh em sẽ xé hết thôi. Thì mặt trước nó là như vậy. Còn mặt sau thì nó có đôi chút sự khác biệt và thực ra là để miêu tả nó rất là khó. Thì anh em xem thử Biron để thấy hơn chi tiết. Và ở đây thì có một điểm nữa mà mình thích hơn ở MSI, đó chính là cái phần đằng sau của màn hình của chúng ta không hề có bất kỳ một mảng nào nó làm là nhựa bóng. Còn với G24F2 chúng ta có một mảng nhựa bóng. Ở đây thì Giga rất là cẩn thận khi mà bọc vào cho chúng ta một lớp ni lông. Nhưng mà mình nghĩ thôi, nếu như anh em xé cái lớp ni lông này ra ấy, thì đảm bảo sau một thời gian ngắn, kể cả anh em mình nghĩ là kể cả có không động ấy, thì bụi vào hay như nào anh em chỉ lau nhẹ một cái thôi thì những vết sức răm nó sẽ xuất hiện rất thường xuyên. Thế nên là cái điểm này là một cái điểm mình cực kỳ không thích ở trên G24F2, bởi vì là nó rất dễ bị xước. Nếu như cái này làm bằng kính như kiểu điện thoại ấy, hay là làm bằng một cái gì đó chất liệu gì đó cứng hơn, nó khó xước hơn, thì làm bóng thì cực kỳ ấn tượng, thật sự luôn. Còn đây thì chúng ta sẽ chỉ được là bằng nhựa thôi, nhựa bóng, thế nên là khá là đáng tiếc. Mặc dù là thực sự là mọi thứ của G24F2 đều rất ngon. Đó, còn về joystick, nghĩa là cái núm điều khiển ấy, thì cả hai bên của chúng ta đều có và đều rất dễ sử dụng. Thế nên là cái phần này mình nghĩ là không mèo nào cắn được mèo nào cả, bởi vì hai con nó đều tương đương như nhau. Đấy, còn về thiết kế, đấy là thiết kế chứ nhầm, quên. Còn về tính năng nhá, thì đây là một điểm cộng rất lớn dành cho G24F2 khi mà nó có cực kỳ nhiều cổng kết nối anh em. Đầu tiên chúng ta sẽ nói qua về G2412 đi. Thì chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối truyền hình ảnh, truyền âm thanh rất là đơn sơ thôi. Đó chính là jack 3.5 này, HDMI này, DisplayPort này và một cổng nguồn. Hết, không có gì hơn cả. Nhưng với G24F2 chúng ta có không những thế, chúng ta còn có hơn, đó chính là upstream anh em. Chúng ta sẽ có là một cổng upstream Type-B này, sau là hai cổng USB-A để có thể truyền được tín hiệu đầu ra và thu nhận tín hiệu các thứ.
Nghĩa là nếu anh em sở hữu chiếc màn G24F2, anh em sẽ có được một cái sự cơ động và một sự DJ gọn hàng gàng hơn rất là nhiều khi mà so với cả G2412. Thì đấy là một cái điểm cộng rất lớn, bởi vì là rất nhiều người, trong đó có cả mình, khi đi chọn chiếc màn hình thì gần như lúc nào mình cũng sẽ nhìn vào những cái cổng IO của họ, nhìn vào những cái tính năng kết nối để thử xem là đâu là một chiếc màn hình mà nó vừa đáp ứng được cho mình nhu cầu giải trí, mà nó vừa đáp ứng được cho mình những cái sự tiện lợi khi sử dụng. Thì G24F2 hiện tại đang làm cho mình cảm thấy ưng hơn vì điều đó. Thì mình nghĩ thôi, rất nhiều anh em sẽ giống mình nhé. Yeah. Đó, còn về bây giờ chúng ta sẽ quay về tấm nền đi. Thì tấm nền là một trong những cái khá là tương đồng khi mà mình muốn so sánh với anh em. Tại sao? Bởi vì chúng nó, bởi vì hai con màn đều dù cho chúng ta được là 24 inch này, Full HD này, tần số quét là một con là 170, một con là 180Hz, để anh em có thể sử dụng và làm việc, để chơi game cực kỳ ngon. Với 180Hz thì anh em gần như là có thể chịu gần chạm đến 200 rồi. Và 170 với 180 thì nó không khác gì nhau quá nhiều. Thế nên anh em không cần phải lôi hai con số này ra để so sánh với nhau. Tốc độ phản hồi thì nó cũng tương đương, đó chính là 1ms. Anh em sử dụng hiện tại bây giờ mình nghĩ là kể cả có trai hạt, trừ khi là game thủ chuyên nghiệp thì chúng ta mới nhìn được sự khác biệt giữa 1ms và 0.5ms. Chứ còn anh em chỉ bắn thôi, thậm chí là anh em bắn lên chỉnh thách đấu ấy, thì mình nghĩ là cái việc 0.5ms nó cũng chưa ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng của anh em. Mà quan trọng đó chính là về màu sắc. Thì về màu sắc nó cũng là một cái câu chuyện mình cảm thấy nhá. Mặc dù trên thông số khá là tương đồng, anh em thấy ở đây là hai cái bảng chi tiết về độ màu sắc của nó đều là 9 mấy gần 100% sRGB, 83, 85% Adobe RGB và 80% DCP3. Nghĩa là những cái con số này nó hoàn toàn gần như là giống nhau giữa hai con màn sau khi mình có đo được bằng Spider-X Elite. Nghĩa là nó về cơ bản thì mình nghĩ là chất lượng tấm nền nó gần như tương đương nhau. Tuy nhiên thì khi anh em nhìn sang cái phần độ sai lệch màu sắc thì chúng ta sẽ có một con số chênh lệch. Đó chính là khi G24F2 chúng ta có độ chênh lệch màu lên tới là 1.4. Trong khi đó, em G24F2 này nó mang lại cho chúng ta một cái gì nhỉ? Một độ sai lệch màu sắc nó ít hơn khá nhiều khi mà nó dưới 1. Cụ thể ở đây là 0.6 ấy. Thì anh em nhìn từ vừa nãy giờ chắc là mình chiếu cái video 4K ở trên hai con màn, nội dung tương đương, anh em sẽ thấy được cái sự khác biệt nhất định về màu sắc của hai em nó. Thì cái màu sắc ở đây ấy, nó lại phụ thuộc vào mắt của mỗi người. Nghĩa là anh em ưng màu lần nào hơn thì anh em thích cái con màn đó. Trong khi em G24F2 này chúng ta sẽ có một tông màu hơi thiên xanh lá một chút, và em G2412 nó lại hơi thiên tím một tí. Cái này thì tất cả mình đều để ở mặc định, profile màu mặc định, độ sáng mặc định là 50, độ tương phản cũng tương đương. Thế nên là anh em có thể nhìn được ra đây một cái thước đo chung nhá. Mình chưa can thiệp bất kỳ một điều gì vào hệ thống màu sắc của cả hai con màn để anh em có thể nhìn được ra một cái kết quả thật là khách quan nhất. Thì đấy, anh em nhìn từ nãy tới giờ đúng không? Thì chắc là sẽ có câu trả lời cho riêng mình rồi. Cái này thì mình sẽ không đánh bên nào thua, bên nào không, bởi vì là về cơ bản thông số màu sắc thì nó gần như là xem nhau, nó chỉ khác nhau một chút về cái độ sai lệch màu sắc thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một kiểu test nữa, đó chính là test về độ sáng và điểm đen hở sáng màn hình, một tính năng ở trên IPS để thử xem là con màn nào hơn con màn nào nhá. Như anh em có thể thấy là hiện tại bây giờ mình đang test cho anh em xem là con màn nào sáng hơn. Thì ở đây mình đều đang set hai chiếc màn này đều là 100% độ sáng và 50% tương phản. Anh em thể thấy cơ bích sự rõ ràng ở đây ấy, đó chính là cái việc G24F2 nó đang sáng hơn kha khá khi mà so với G2412. Đương nhiên rồi, là cái việc khi mà sáng hơn như thế thì anh em sẽ nhìn thấy được là đâu đó những cái điểm đen nó sẽ sáng hơn một chút. Nghĩa là cái kiểu dạng là bởi vì nó sáng hơn ấy mà bản chất tấm nền IPS thì nó sẽ có hở sáng. Thế nên là mình nghĩ là sẽ không khuyến khích anh em khi mà bật 100% độ sáng như này. Nhưng mà mình đang muốn là đẩy lên 100% độ sáng để anh em thấy được đâu là con màn sáng hơn. Đấy, còn bây giờ đang nói về điểm đen đúng không? Chúng ta sẽ next qua cái phần thử xem là điểm đen ở trên màn này đâu sẽ là con màn hở sáng hơn và đâu là sẽ con màn dễ chịu cho mắt anh em hơn nhá. Còn đây là một cái bài test mà ngày xưa mình đã test rồi, đó chính là test cho anh em xem thử xem là hai tấm nền này hở sáng ra sao. Thì như anh em có nhìn thấy ở trên màn hình, mặc dù nó đang rất tối nhưng mà mình vẫn cố gắng đẩy ISO lên hết cỡ để cho anh em có thể thấy được cái độ sáng cũng như là cái hở sáng màn hình nó ảnh hưởng như nào nhá. Thì anh em nhìn thấy đi, bên trái chúng ta đó chính là G24F2, còn bên phải đó chính là G2412. Anh em có thể thấy là cái sự tương đồng của tấm nền IPS ở đây, đó chính là mặc định nó sẽ có những sự hở sáng. Nhưng anh em có thể nhìn thấy ở trên màn hình hiện tại là hai cái kiểu hở sáng này nó không khác nhau quá nhiều. Và mình nghĩ là cái việc mà chúng ta sử dụng màn IPS hở sáng ấy, nó là điều đương nhiên. Nhưng ở cái mức độ hở sáng này mình đang để ở đây thì mình cảm nhận được là nó hoàn toàn chấp nhận được. Thế nên anh em cứ yên tâm mà sử dụng nhé. Và đó là những gì mà mình muốn mang đến so sánh cho anh em ngày hôm nay. Giữa hai con màn trong cùng một tầm giá, gần như là giá tương đương nhau, đều là 3.890.000. MSI G2412
và Gigabyte G24F2, cái tên nó dễ lú quá anh em. Và đặc biệt nhá, là ở trong video này mình sẽ mang đến cho anh em một điều rất là ngon. Khi anh em đến mua hàng tại Nguyễn Công PC hoặc là mua online thôi, anh em chỉ cần đọc pass là xem từ YouTube, anh em sẽ được giảm trực tiếp giá của hai con này, cả hai luôn nhá, là 200.000. Và mỗi con nó chỉ là 10 chiếc thôi, thế nên anh em nhanh tay lên, chỉ trong khoảng đâu đó khoảng một tuần thôi là hết rồi. Thì nhanh tay lên xem video, đặt luôn đi, thì sẽ được giảm trực tiếp là 200.000 vào giá. Và giá nó sẽ xuống đâu đó là 3.690.000. Chúc anh em may mắn. Còn vậy đừng quên là bấm chuông, cứ nhập đăng ký kênh Nguyễn Công PC để chờ đợi mình. Về sau mình sẽ làm rất là nhiều sản phẩm, và mỗi sản phẩm thì lại sẽ có một deal riêng này cho anh em. Còn bây giờ thì bye.